Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị Ngài. Kính xin Đức Thế Tôn về ngự để chúng con có nơi lễ lại tu hành. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương khói hương bày khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bồn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tổ nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng cõi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra đạo thiền tam bảo nguy nga, đặng cho có chỗ gần xa tu thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước kiềm bảo thân Ngài ngự trước nơi đây, vừa lòng tư chúng bao giây, một lòng kính lại Đức Ngài bổn sư. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh, khắp trong vạn vật chung sanh tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sanh duy, thật cao siêu đức trí vẹn toàn. Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn Ngài đi. Mong lượng cả từ bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con. Cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lễ Phật kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tê chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tụ thiền y bác từ xưa. Pháp tụ chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng kính lại Tăng nghiêm trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng. Tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật báo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh. Luật nghiêm giới cấm ban hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, giúp trần duyên theo dõi học hành. Kính dân một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kinh Pháp bảo, Pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành. Bài một thất tùy thân, Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết Pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thái diệu pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. Tôn kính Tăng bảo, Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Lì già cả ái kinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đắm lửa che lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay.
Chư thánh tăng trong dài vô hạn giúp chúng sanh bảo quản nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngàn, chúng cô thờ kính lệ hằng giám sanh. Chúc mừng chánh pháp, đèn chánh pháp ngày nay tỏ rạng như mặt trời chiếu sáng phương đông. Nhân sanh đều tính rất nồng, mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học, bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường, hiện giờ sáng tỏ vô phương, tiếng thôn gian dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, pháp thiền tông học biết tu hành, diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn che lộn đua tranh với đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống riêng trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng màng. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương, tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên, pháp màu thanh tịnh giao khuyên, nêu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây nhiều lá đơn sơ, miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thể, không xe xua không vẻ phù hoa, tấm y ba nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh, không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương, thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sanh, chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ, rủi mai việc trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng tầng thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra, sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết theo buồn chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi, vượt qua cõi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường, hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần, cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiên. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền, phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng, nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hưng thịnh thời.
Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng, chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngự nhiên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra. Nói truyền chánh pháp Thích Ca, hầm lâm thế kỷ nay đã mở phá. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền. Nhờ vậy thấy rõ chân nguyên, thiền thanh chỉ rõ trần duyên xa đìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần. Một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần lưỡng bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng. Mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dông rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem nhĩ sĩ hiền. Thiền tông thế giới không phiền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sanh đạo màu. Tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền, tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tu trì. Đừng đem những chuyện thị phi, và nói những cảnh u bi khổ sầu, mà nói đạo thanh không cầu, không quán không tưởng không cầu giới ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phát than thế ai niết bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca, giúp cho những loại vượt qua luân hồi. Như Lai chỉ dễ vậy thôi, để người trần thế luân hồi dứt đi. Nhớ ơn Phật đời chén lộn ngàn đời tội lỗi, con bước riêng một lối thánh cao. Đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thâm, dắt dìu nhau dẫm bước bon bon. Lối đi đã sẵn đường mòn, mà công người khai dẹp ai còn nhớ chăng. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, đã sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lầu sâu ngai vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm dách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường độ sanh. Buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, bao phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp già công phu. Sao năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lành đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao ra. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thô sơ.
mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm vải vô trần giá khiêu khâu, kiếm tìm từng miên giá khâu, thành y bá nạt ngọ hầu che thân. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai, đói đo đắm đổi qua ngày, lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chép rằng ngộ trận Ma Dương, lúc ngài nhập định phóng quang, Ma Dương bình tướng linh ngang đánh đùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên, từ bi gương mặt dịu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tụa ra. Ma Dương ấy quả là trần thế, e đạo ngài chủ trễ ngồi trên, trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế dương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn, công danh là miếng mồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp cuộc thông, khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người vẫn đạo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu, những nàng ma nữ cợt triêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng ngài dũng sức linh thiền định, dựng tinh thần thanh tịnh chớn tâm, dòng căn nguồn gốc đã tầm, mà tham lam sân hận si lầm gian ra. Đắc trí huệ soi ra vàng pháp, thống hào quang chiêu khắp ngàn trùng, phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dằn dạt mưa mai gió tối, trọi trọi thân giới cội Bồ Đề, nhất tâm phán nguyện lời thề, nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chung sanh, đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang, lập thành giáo hội đạo tràng, đắp tổ xây dựng con đường thương Tây Phương. Đoàn hậu tấn nói gương hành đạo, chỗ gửi thân rốt ráo biết bàn, khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bảy tánh hưởng an đời đời. Từ ngàn trước bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta, con dòng hưởng lấy tài gia, đói nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức ngài vô lượng vô biên, hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn từ phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã an vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ thánh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng tâm con thánh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật đại, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ rạng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi.
đời con lớn phúc Phật ơi, hôm nay sinh tử giúp rồng rơi con. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.